Tự chân câu, đáp gì kỳ vậy mày? Rồi sao? Tí mày chứ sao? Vậy luôn. Vậy luôn. Anh ăn cái bánh uống nóng em mới nấu nè. Uống hết chén trà xanh này đi. Rồi đàn một bản Đảo Ngũ Cung nghe đi anh râu. Vui vẻ gì mà đàn với hát em. Sao vậy? Hả anh râu? Ăn uống ở đây thiếu chịu hoài. Chả không nổi buồn chứ em. Ăn đại đi. Chừng nào có tiền thì trả. Cái gì dữ gì không biết. Nè. Tôi gọi lại đi. Thất nghiệp kinh niên như qua. Tới Tết Năm Thìn cũng không có tiền trả cho em nữa. Gọi là ăn đi mà. Cứ than khổ hoài hả? Em giận rồi nha. Sao mít lần em anh mới ăn. Chứ không phải thèm. Đừng hiểu lầm. Hồi nhỏ lo đám bữa không lo học hành, kiếm ba chữ bỏ bụng. Bây giờ lớn lên như đồ vô dụng thứ. Nghĩ tiệt đủ thân. Thì mình làm ruộng ăn cũng được vậy. Làm ruộng lúc này cũng có tiền dữ lắm chứ bộ. Anh phải có công ăn chuyện làm. Rồi còn tính cái chuyện hai đứa nữa chứ. Đâu ơi? Đâu? Ê, tụi mình sắp có công ăn chuyện làm rồi. Bây giờ khỏi lo thất nghiệp nữa. Đi mốt lúa hả? Ê,
Sao không giỏi cười nó đi? Sức mấy mà đi bóc lúa mày? Chắc đi giữ bò cho ông cả chắc. Đánh chết bà tụi mày chứ cười. Lép, ăn nói gì kỳ cục vậy mày? Dạ, xin lỗi mấy đại ca. Dạ, bạn tôi nó ăn nói lỡ lời. Đùa hả? Chứ mày nói tụi mình có công ăn việc làm gì? Tụi mình sẽ có xe hơi nhà lầu, ăn sung mặc sướng. Trời ơi, chém có mà ở đó xe hơi nhà lầu. Xe bò nhà tranh biết có chưa? À, mày đặt nữa. Má, chịu hết nổi rồi. Ủa? Mày để tao ngắt đầu mấy chén nhủ nhậu cho rồi. Việc làm của tụi bay nói rồi, chắc ra ruộng ông cả cầm sào đuổi chim ăn lúa phải không? Với tao ra ngoài này tao nói chuyện cho mày nghe. Chứ ở đây hồi tụi mình chắc có đứa ở tù quá. Anh Lúa, anh tìm cách khuyến khích giùm anh Râu, chứ để anh chán đời hoài thấy tội nghiệp quá. Được rồi, chị để nó tôi. Xin lỗi chị về cái vụ vừa rồi nghe. Không có chi. Để anh ra nói chuyện rồi nói chút, rồi anh ra lại. Tao đọc tin trong báo thấy một cầu thủ Việt Nam được bầu làm ông vua phá lưới Á Châu đây nè. Rồi sao? Nó nói tụi mình đá banh giỏi, nó rủ mình lên Sài Gòn lập nghiệp, chứ còn sao nữa. Đồ ngu. Tụi mình lên Sài Gòn làm bốn vua phá lưới thì em nhà của tao sẽ trở thành bầu hoàng hậu phá lưới. Mà không được. Sao không được? Tụi tao thương nhau lắm, bỏ anh đi như vậy tụi tay làng bưng dĩa mất gừng tan sao? Tụi nó đã thấy cái cảnh hồi nãy rồi, bây giờ con mướn bạc triệu cũng không thằng nào dám hó hé gì đâu. Đừng lo. Tụi mình lên Sài Gòn bằng cách nào? Tiền đâu đi xe? Tụi bay đừng lo, tao đâu có cách. Ngày mai đi sống, mỗi đứa ráng kiếm cho được một bộ đồ dĩa để bận nghe chưa. Nhớ là mang theo cây đàn. Rồi đi Sài Gòn luôn. Đi bằng cái gì? Đi xe lửa. Lui.
Kính thưa bà con cô bác, để giúp vui bà con cô bác, bốn anh em tôi sau đây xin trình bày một bản nhạc kích động, tựa đề là Ai Đu Tôi Đu Theo. Bốn anh em tôi vừa hát vừa vũ cho thêm phần hào hứng. Sáng mai ra đồng nhìn bông lúa bay, gió mai thơm nồng lòng ta ngất ngây. Chim hót vàng trên bầu trời to nắng hồng, đen 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 tiếng ca một lòng hòa đồng đen đều. Ngắm bông lúa vàng và nghe con sao chiều bờ ước sao cho đời được nó âm nhiều. Tiếng tình tiếng sông ta hương thành em một em mộng ha 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 cho đời vui hoài. Nào ta ca 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 cho tiền vô nhiều. Nào ta mua 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 cho người vui cười. Món rau mình được thèm vô nhiều cũng nhờ ơn cô bác trên tàu. Tiếng tình tiếng 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 chú theo dõi bốn đứa, mình có thể dùng được chúng. Bộ anh đuôi hả? Dạ không có, em không thấy đường. Rồi sao, vé đâu? Dạ tụi tôi đuôi tối tật nguyền thành thử. Tha cho mấy chú lần này, không được làm ồn nghe chưa? Ừ. Nghe dạ. Chưa? Dạ. Nhiêu đây nè. Nè 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 nè, đuôi mà đếm gì người ta để ý bây giờ. Đồ em xách cho. Thôi đứng dậy. Ơi, hơi khỏe quá. Ê, bơ gãy mày. Ngộ rồi, nhà cao quá. Lần đầu tiên tao mới thấy cái nhà cao dữ vậy. Ê, mày đứng kia. Giả mạo mà đánh lừa được chuyện đó người trên xe, luôn cả tôi và chú, thì họ phải là những người có tài chứ. Hai chú bám sát bọn chúng rồi báo cáo cho tôi biết. Dạ. Thank you.
Mẹ đó mà cười dài lõn có một ống. Mẹ thiếu dạy. Gió thổi, mẹ lấy tay mẹ đè. Ăn mặc nhân mẹ này mà ở dưới nhà quê mình mà đi cấy chắc tụi mình lé ăn mắt hết á. Ai ơi, tại nó ham gì đây, đá vừa chim nên da đầu vô cột đèn cái gì. Ê, cái gì vậy? Mẹ cột đèn rồi. Thôi đi. Tao đói quá, vào đây ăn một bữa cho sướng. À, điểm này coi được à. Theo tao, tụi mình có nhiều tiền, khỏi lo. Dạ chào mấy ông. Đạo chủ. Tôi là Bồi, ông chủ ở trong kia. Dạ mời mấy ông ngồi. Dạ. Hai whisky. Hai whisky. Dạ. Ủa, bộ đang phải tiệm ăn hả? Dạ đây là tiệm ăn. Sao đưa giấy tờ gì đây? Dạ cái đó là thực đơn. Dạ mấy ông dùng chi? Bán từ đầu anh nấu quê. Dạ đây đâu có bánh ú. Cho dĩa bánh khọt nè. Dạ cái đó cũng không có. Chỉ có những món ở trong thực đơn này thôi nè. À. Ủa sao toàn chữ gì không vậy nè? Ở đây. Đông như kỳ vậy. Dạ thưa các ông dùng thứ chi? Ê anh kia, ở đây có rượu không? Dạ thưa đủ hết. Champagne, whisky, martini, bonnet. Cho champagne đi. Ê uống cái này bỏ à tụi bay. À. Ở đây có sâm đá banh ngon như đế không? Dạ ngon hơn nhiều. Vậy hả? Cho xị đi. Dạ một chai. Ừ thì chai. Ê mượn viết coi. Dạ. Đồ nhà quê. Chai với xị cũng vậy chứ gì. Ê, bây giờ không đứa nào đọc được thứ tiếng là phải không? Mỗi đứa chấm một món. Bồi nó ra biểu nó coi rồi bưng lên. Ông biết chữ gì luôn. Ừ. Rồi, đủ bốn món rồi ha. Ê, tụi tôi chấm bốn món này. Làm lẹ bưng lên. Dạ, sao không xong mơ qua các ông dùng món nào trước? Dạ. Lusato bơ spaghetti hay bít tết, món nào tôi cũng được. Dạ. Đem lên bốn món lựa càng tốt. Dạ có ngay, để tôi khui champagne các ông dùng nhé. Rồi lẹ đi. Làm gì lâu lắc vậy? Đi coi. Dạ. Dạ xin lỗi, xin lỗi hai ông. Dạ bạn tôi nó lỡ cảm phiền. What you say? What is matter? What you say? No, my boy, no, 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 no. Như vậy đó mà ra hô sâm đá banh đó.
Ê, tụi tôi xin lỗi ông rồi, còn đưa dao chỉ ba làm gì đây? Dạ đâu phải, dao nĩa này một lát dùng để ăn đồ tây. Trời, mới uống rượu giờ cho uống trà đá chịu gì nổi cha. Đây là xúc công sông Mê Phó mà. Đây là xúc công sông Mê Phó mà ông. Đúng rồi. Không phải cho đường, cho một chút tiêu, một chút mê ri. Đó, dùng đi. Lạ quá, nước trên này phèn dữ à. Là lỡ tanh tanh khô quá trời. Đồ ngu, ai biểu trà mà mày thịt vào cả một chay. Mày toàn muốn khác đi. Dạ. Ê, dạ. Vậy thôi chứ không có nước có thịt gì ráo sao? Giờ nuôi số tơ ô bơ làm gì có thịt thưa ông? Lạch nhách ư, chẳng ngon lành gì hết. Để thịt lên. Dạ con nghe. Giờ thịt đây. Ê, bộ khi dễ mấy này nhà quê hả? Dạ. Đưa miếng thịt tổ bà làm sao nuốt? Dạ mấy ông phải tự cắt lấy cho. Em thích tìm dao lên. Dạ con nghe. Dạ thưa thớt dao đây. Đánh lộn nghe ông chủ. Dạ. 35.415 đồng. Đồng. Hả? Dữ vậy? Trả đỡ 1.000 với 4 căn cước được không? Hả ông chủ? À, chắc không được. Qua kiểu này chắc phải kêu linh qua. Ông chủ tính cho tôi. Hả? À, ba trả hết. Ừ. À, đúng. Tôi trả hết. Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ. Tụi tôi xin cảm ơn bà chủ nhiều lắm. Dạ, tụi tôi xin ở đợi cho bà mấy tháng để từ tiền cũng được. Mấy chú có duyên lắm. Mấy chú có công ăn việc làm chưa hả? Dạ. Dạ có công ăn mà chưa có việc làm. Vậy các chú theo tôi, tôi sẽ cho mấy chú việc làm, vừa kiếm được nhiều tiền vừa nổi tiếng. Dạ. Dạ cảm ơn bà chủ quá. Dạ. Dạ. Dạ ghi cho tôi nhé. Dạ.
6 giờ đi với màu màu cái nát ánh sau đêm. Thưa cô, anh Sáu gọi. Ra ngoài. Nói đi, tôi nghe. Thưa cô, bốn đứa tụi nó lên xe đi với bà bầu gánh hát ánh sau đêm. Cứ bám sát rồi cho tôi biết họ đi đâu, làm gì, nghe rõ không? Dạ rõ. Mời mấy chú vô ạ. Được rồi. Má, Oanh, con vô lấy nước mời khách con. Dạ. Dạ, bà chủ có cái ao nuôi cá ta đẹp quá ha. Không phải, hồ tắm đó, chút mấy chú xuống tắm cho mát. Mời mấy chú ngồi. Dạ. Kìa, chú ngồi trên ghế chứ. Dạ. Nhà tụi tôi ít khi tắm ao vậy lắm. Sao vậy? Dạ, sợ cá lồng tông nó rỉa, nó đầm mày đi. Mời má về mấy chú nước. Dạ, tôi có gánh hát. Tôi định mời các chú về gánh tôi hợp tác. Tôi trả lương nhiều và mấy chú sẽ nổi tiếng. Dạ gì chứ, vụ hát tụi tôi rành 6 câu. Dạ miễn làm sao hát cho bà để trừ được số tiền hồi nãy là tôi vui rồi. Dạ. Vậy là bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đưa các chú lại rạp tập tuồng. Độ vài ngày là ra mắt khán giả. Dạ. Thưa cô, anh Sáu về. Ủa vậy hả? Dạ. Cho chú vào nghe. Dạ. Thưa cô Yến, bốn đứa tụi nó mấy bữa rày tập tuồng ráo riết. Báo đăng đêm mai tụi nó xuất hiện trong vở Lữ Bố Hí Điêu Thuyền. Chú lấy cho tôi 3 vé thượng hạng, mai tôi xem. Dạ. Ừ. Thưa bà bầu, vé đã bán hết rồi. Ừ. Chỉ còn 10 phút nữa mở màn. Trời ơi, chỉ còn có 10 phút nữa mở màn. Sao em không mặc đồ vô cho rồi? Hai em mau mặc đồ vô cho rồi. Gì? Tụi tôi chưa mặc về. Ủa, sao kỳ vậy? Còn sao nữa? Tên tuổi tụi này mà chị, đâu có để ngang tên với mấy cái thằng ngáo này được. Tụi tôi đâu phải là dân Hát Định. Cái đó là quảng cáo mà. Bây giờ không có nói gì hết, chưa mặc về ha. Trời ơi, chết gì rồi, phải em mới vé bán gói rồi mà. Thì ra hát với mấy thằng ngáo đó đi. Tụi này không có quen ở dơ. Gì? Hai em có nghe không, làm ơn giúp giùm chị mà. Giúp chị để tên tuổi tụi tôi xuống sinh nè. Nghề này phải học đàng hoàng chứ đâu phải nhảy vô là làm được liền. Rồi bây giờ làm sao đây? Bà bầu à? Hả? Bà bầu đừng lo, để anh em tụi tôi thế vai cho. Được không? Dư sức qua cầu. Bà bầu nhắc sao tụi tôi hát vậy à? Nhớ à nghe. Nhắc sao tụi tôi hát vậy à? Sâu bỏ mà đòi làm người. Mày nói gì mày? Chị ơi, phải ở đây mấy người kép này hát không chị? Dạ phải. Em ở dưới quê mới lên, bây giờ muốn gặp họ phải làm sao hả chị? Có gì đâu, chị ngồi đây chơi một lát đi. Lát giảng hát thế nào họ cũng đi qua đây. Cảm ơn chị, em lại đây coi hình. Chừng nào họ đi ra chị nhắn giùm em nhé. Dạ. Như ta đây là động tác chị nhất cõi Nam Tấn thứ hè từ Lập Quốc. Trị nhất cõi Nam Tấn Khứ Hề. Đem ơn tục trà. Trị nhất cõi Nam Tấn Khứ Hề. Trị nhất cõi. Trời ơi, hát chị chết rồi cha. Trời ơi, hát vậy chết rồi cha. Đâu có phải hát vậy. Đâu có phải hát vậy.
tự giới sao hát kìa vậy cha? Khổ giỡn sao hát đi vậy? Khổ cha cha. Nè, vừa vừa phải phải thôi nha. Nè, vừa vừa phải phải thôi nha. Trong thiên hạ chỉ có nàng là sắc nước Khuynh Thành. Bớ điêu thuyền, chỉ có nàng là sắc nước Khuynh Thành. Nói đi, bớ điêu thuyền. Bớ điêu thuyền, hãy lại ngồi đây với Cẩm, ngồi trên bức dê hoa đây nè. Lại đây, lại đây. Em thích uống xa xỉ. Bệ hạ mua cho em trái đi. Tưởng gì cái xa xỉ có ngay bơ ly nhu. Mua đâu ra da? Mua cho thằng này uống quên. Mua cho gì mày một chai xác xị. Hủng mạng. Ai Khanh cần gì nữa không Ái Khanh? Thằng thiếp thích ăn me quá. Hả? Mua cho thiếp chùm me đi. Chết cha. Như vậy là bụng của em sắp bằng bụng của Hoa rồi. Lại không biết áp dụng kế hoạch hóa gia đình còn nói gì nữa. Thế thì này làm cái nãy giờ, đưa đây cho dạy ra. Dạ, bộ tàu xa xỉ đã về. Xin dạy ra vô cái chỗ mát dạ. Lạ, cha cha là lạ. Tại sao xa xỉ còn có nửa chai? Muôn câu, vì nắng quá, nó heo. Tiêu thuyền. Dạ. Hãy ngửa ra cho ta đổ xa xỉ vào miệng. Dạ. Đổ xa xỉ kiểu gì kỳ vậy? Hả? Kiểu gì kỳ vậy? Ui dạ. Đau quá. Ui dạ. Ui dạ. Chết đành đi rồi. Chết đành. Ui dạ. Ui dạ. Ui dạ. Ui dạ. Ui dạ. Ui dạ. Chết dạ. Rớt cái gối. Rớt cái bộ gối. Muôn tàu thánh thượng, thần thiếp xin lỗi. Trời. Ây da. Hả? Ây da. Cha cha.
đây để chứng kiến cảnh tình tự tử. Không có đâu bố, bao tàng hung dữ bố. Chịu xuống bố. Không có cái gì nữa. Bảo tàng bố, chịu xuống bố. Bố bên này mày gan quá ha, mày dám xớt đầu của gì ha. Vô gì cài tóc giả cho gì không mấy gì giận à. Vô gài đi nó thọt đau chết đó này. Ai vậy bố? Chả thì chị Lý Nhu giỏi cho Lý Nhu, tóc không lo cài mà cứ lo vuốt tóc dài của gì. Quá lắm rồi nha bố. Thành công quá xá anh ơi. Bà bầu đâu rồi? Bà bỏ trốn rồi. Trời đất. Anh ơi, anh Nhất Tường ơi. Rồi, đem heo bỏ chợ rồi. Kính chào các anh. Không dám chào à. Đêm hát thành công rực rỡ quá à. Ngoài sức tưởng tượng của tôi. Xin tặng các anh bó hoa này. Dạ cảm ơn bà. Đêm mai các anh sẽ hát tuồng. Thôi dẹp, không theo nghề này nữa, không khá được. Ồ, nếu vậy mời mấy anh theo tôi, sẽ có tiền và danh vọng hơn nhiều. Theo cô làm gì? Ở đóng phim. Đóng phim à? Sao tụi bay? Đóng không? Vậy mời các anh ra xe. Mời các anh nhé. Nè chị ơi, họ ra xe kìa. Các chú quên tôi rồi. Dạ. Hồi trên xe lửa tôi cho các chú tiền đó. Nhớ không? Dạ nhớ rồi. Cha cô giàu quá. Chắc cô là chủ chiếc xe lửa đó. Phải không? Không. Tên sao? Tôi là tài tử đóng phim. Các chú theo nghề hát, cô cũng khổ quá. Dạ. Dạ. Khổ thì chịu được, mà cái tình đời bạc bẽo kiểu bà bầu kia thì cho vàng tụi tôi cũng không ham nữa. Hát mệt mà không được cắt bạc ăn cháo. Các chú gì đóng phim cho tôi sung sướng hơn, mỗi năm dư bạc triệu lận. Thưa cô, đóng phim là đóng bàn ghế thủ giường, là làm thợ mộc, đồ ngu bậy. Đóng phim là đóng hòm đó. Đóng hòm đừng cho ông bà già vợ mày hả? Đóng phim là hát bóng đó cha. Vậy hả? Gì? Cái đó được à. Dạ tối nay tụi tôi đóng với cô liền ha. Ừ. Không, ngày mai tôi đưa các chú ra hãng phim của tôi ngoài đảo á. Đây là hãng phim của mình. Từ giờ các chú là tài tử của hãng phim tôi. Phải ăn mặc sang trọng như thế. Được đấy chứ. Tệ lắm cũng phải được như vậy. Rồi tôi sẽ bảo người dạy cho các chú cách cầm ly rượu, cách cầm ly thuốc vân vân. Dạ, thuốc rê và rượu đế tụi tôi làm 6 câu mà ông chủ. Ông chủ khỏi dạy. Không phải là thuốc rê và rượu đế đâu, mà là whisky và xì gà. Kìa, cô Yến đi săn cá về cậu tụi bay. Cô Yến. À, cô Yến là tài tử.
và là người thân tín của tôi. Ông chủ thiệt khéo lựa đại tử, mười phân dạng mười. Ông hai, bữa nay yến xuống sâu được 20 thước, bắn được một cá đuối gần 30 ký. Là tiến bộ lắm đó. Quyên thấy các tài tử ăn mặc như thế nào? Phụ cha, cô đừng lé giờ. Chú thấy cô Yến thế nào? Dạ chỉ của mình này thấy, chứ ba anh em tụi tôi có thấy gì đâu. Rồi các chú sẽ đóng phim chung với cô Yến. Dạ, dạ đóng phim gì? Thì đóng phim kiếm hiệp. Ê, đóng phim kiếm hiệp. Các chú thích đóng phim kiếm hiệp không? À, có phải là phim khi Phật lên chế nhò mầm đó không? Dạ, chặt ông Nguyễn mà miệng cũng trào máu đâu phải không cô? Đúng đó. Chừng nào quay, cô cho tôi đóng vai quỷ chiến lửa, quỷ kiến sầu, vậy đó tôi chịu à. Quạnh lúa. Dạ, cô cho anh này đóng vai hiệp sĩ dê thường trực, chắc ăn rồi. Dạ. Còn tôi, cô cho tôi đóng vai hiệp sĩ mù, nghe gió kiếm. Còn tôi đóng vai hiệp sĩ sai, đang có rượu uống. Các chú sẽ được như ý. Dạ, cảm ơn cô. Mình đi. Dạ. Đưa các chú xuống bãi tắm. Dạ. Các anh theo tôi. Người tắm trước quá. Thằng lúa có thể chịu yến, nên dùng mỹ nhân kế. Dạ. Chào nàng Bạch Tuyết. Chào bà. Và thưa bà là tôi vào rừng hái trái trường sinh, đi qua đây nghe thiên hạ đồn rằng nàng là một giai nhân tuyệt sắc. Tôi muốn tặng nàng một quả, nàng ăn sẽ giữ mãi sắc đẹp đến 100 tuổi. Nàng ăn đi. Ăn sẽ được gặp hoàng tử. Hoàng tử? Phải. Dạ. Cháu xin đa tạ ơn bà. Xin bà cho biết nơi cư ngụ, để sau này cháu đến đền đáp ơn sâu. Ta ở trên núi cao, ở trên mây xanh, khó tìm lắm. Ta cứu nhân độ thế, ta muốn thấy ngươi ăn quả trường sinh này là ta mãn nguyện rồi. Con hãy dùng thử đi. Hoàng tử. Dạ, cháu xin nghe lời bà. Cảm ơn bà. Em đây, Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết. Bạch Tuyết. Sống lại. Bạch Tuyết, em đã sống lại. Tao nằm chim bao. Chuyện vui lắm. Chị nào rảnh kể mày nghe. Ý cô Yến kìa. Dạ cô Yến. Chào các anh. Ngủ ngon chứ? Định mời các anh xuống dùng sáng thì nghe các anh la lên. Chuyện gì vậy? Này là anh đói ngủ ngon không? Dạ. Đi tắm thôi. Vừa phải đâu. Chặt cổ bây giờ. Cô hỏi ngon không? Sao không trả lời? Dạ tôi thấy trắng héo với hấp dẫn. Chứ làm sao biết ngon. Hả? Anh nói gì trắng? Vậy cho cô nói gì ngon? Thôi, mời các anh đi dùng sáng. Rồi... đi dạo biển. Dạ... cô ra ngoài, tụi tôi mới đứng dậy được. Sao vậy? Bây giờ thì... kẹt. Cảnh ở đây đẹp quá cô Yến. Còn người thì sao anh Đúa? Dạ tôi đâu dám khen người ta đẹp. Sợ mít lòng. Anh nói ai đẹp? Dạ tay cô bị chảy máu. Anh không dám nhìn tôi sao? Dạ phải. Nửa tháng nay tập đóng phim với cô. Cô đẹp quá. Làm đêm nào tôi cũng ngủ thấy chim bao. Ồ, thấy tôi. Ừ. Rồi anh còn mơ gì nữa không? Anh kể lại chuyện chim bao của anh cho tôi nghe đi. Dạ tôi ước mơ sao thích về quê. Mẹ tôi sẽ đi cưới cho tôi được người vợ đẹp như người trong giấc chim bao của tôi. Thật không? Tôi quê mùa chất phác, không dám nói xạo đâu. Nhất là đối với cô, tôi lại càng không dám. Anh Lúa, nếu tôi nói tôi thương anh và muốn làm vợ anh bằng lòng không? Cô đừng dẫn chơi tội nghiệp tôi. Thân tôi về nồi nào úp dung nấy. Và tôi đâu dám đeo bông. Sao lúc nào cổ anh cũng có quấn khăn rằng vậy hả?
làm sao bỏ được vật kỷ niệm của quê hương tôi. Thưa ông, đây có phải là hãng phim Hoàng Vũ không? Phải, cô muốn kiếm ai? Mời cô ngồi. Dạ. Dạ, tôi muốn kiếm anh Râu. Anh Tư Râu đó. Cô là gì của ảnh? Dạ thưa ông, tôi là vợ của ảnh. Được rồi, để tôi liên lạc với ảnh. Alo. Thưa ông, có vợ của Tư Râu đến tìm anh ta. Vậy à? Tốt lắm, chú cố giữ cô ấy lại và đưa ra đảo càng sớm càng tốt. Dạ. Anh Tư Râu đang bận đóng phim ở phim trường, ảnh biểu tôi đem cô ra gặp ảnh gấp. Vậy hả? Chừng nào hả ông? Chiều nay. Bà bắt đầu nhớ diễn mức gừng của ta rồi. Ở đây lâu buồn thấy bà. Tập gì cả 2-3 tuần rồi, tao chưa thấy đóng gì đâu. Sao tao nghi quá. Chỉ có ba đứa mình là buồn, chứ thằng thằng ông nội kia sức mấy. Biết vậy hồi đó Sài Gòn theo cái nát của bộ vui hơn. Ở đây đã vắn bóng đàn bà, mà tối ngày cứ thấy Lúa với cô Yến xà nẹo nhau hoài, chịu gì nổi. Gì mà có tên tao nữa đó mày. Tụi tao chán đây lắm rồi, buồn quá. Tốn về Sài Gòn đi. Là để tao nói cho nghe. Phải trốn khỏi đây, về Sài Gòn kiếm chút đỉnh tiền, về quê làm ruộng ăn sướng hơn. Coi vậy mà không đâu bằng quê mình. Trốn, làm sao trốn? Bộ lộ về Sài Gòn à? Đồ ngu, mày cứ nước lộ xuống Âm Phủ á. Mình phải chặt cây, kết bè mới về Sài Gòn được. Phải đó, tụi mình dùng cái tàu đó đó. Không có máy, làm sao chạy? Tao có cách, mày đi vô ăn cắp cho Hoàng, có thằng Mập, lấy bình điện, đem ra đây, là mình dọn. Lâm. Dạ. Xuống kêu tôi Râu lên gặp cô nhà. Dạ. Mời cô ngồi. Dạ. Cô cứ tự nhiên đi. Ngồi. Thế nào? Đi biển không quen, cô có mệt không? Dạ thôi thôi. Cô là vợ của Tư Râu. Dạ chưa. Vài tháng nữa lận. Cô cũng đẹp đó. Ở đây rồi tôi tập cho làm tài tử, rồi đóng phim luôn. Dạ, đóng phim. Hồi nãy thầy kia thì cũng nói như vậy đó. Thầy biểu đóng phim. Bà có chịu không? Dạ, ông thương em đâu dám từ chối. Cũng hân ảnh đó chứ. Dạ. Dạ. Cũng nạt cảm của quan hại bằng mọi cách tụi bay phải kiếm bắt ngay tụi nó, nếu không cả lũ tụi bay phải thế mạng, nghe chưa?
Dạ. Nghe rõ chưa? Dạ nghe. Ăn đây. Tết tụi mày. Linh ăn lê, rẻ quá rẻ rồi thầy. Cho tụi con mấy thứ giải trong kia. Giải trong kia không có tốt, mấy thầy mua thứ giải này đẹp hơn. Nhưng tôi muốn mua mấy thứ giải đó. Phối trang gớ, áp bà rám sà bà lơ, quần gớ. Goblin, gabardin, muslin, nin 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 nin. Mời hai ông. Get a car. Điều rửa tay mình lên, đi lại, đi lại, bắt bẻ, bắt nhau, đi lại, vô đây, không, tụi nó kìa, giải tao. Giờ phút này mà cái cửa còn cứng. Đuổi cái theo kìa. Thank you.
đi đâu ơi. Gì dữ vậy? Trời ơi rớt nón này. Chạy đi. Thôi kìa. Đi. Nó mất được bây giờ. Tân Cường thì ra đá mau đi, hết giờ rồi. Đá đá thằng ai? Sao mang vậy vô? Mang mang chứ. Chạy kỳ đúng màu. Rồi mang rồi. Rồi cho đá lại đi. Trời ơi vậy thì chật quá. Không cái gì vậy? Anh đi xô chứ. Ăn dài quá chịu không nổi. Cảm ơn bà con cô bác. Thank you.
giấu chi hộ tại giấu Yo, đừng về đá nữa chứ. Không không mà đá nữa nghe. Đứng dậy, tôi chưa thổi qua tan trận mà quê rồi thôi chứ đá hoài sao. Trời ơi, các em còn mấy phút phù du nữa, ráng làm vài bàn anh thưởng cho. Không phải cho tụi tôi làm bốn vụ phá lưới tụi tôi mới chịu đá tiếp. Ok ok, bốn vụ phá lưới, đứng dậy giúp qua chút đi. Nếu con anh không chở ra ngoài, ông hai sẽ giết. Cái gì vậy từ đâu? Em nhà của tao bị ông hai ra ngoài đảo rồi. Bây giờ sao? Các anh có chịu đi theo tụi này không? Vậy đi. Chúng mày phải cho Bạch Phiến vào những thứ binh khí này và cả hai dương đồ tài tử. Trên đường quay phim, chúng nó mang những đồ vật này thì còn ai mà nghi ngờ chứa những gì bên trong. Trên đường di chuyển rồi cố bám lấy bốn đứa nó, có gì trắc trở là nổ súng tẩu thoát ngay. Ông hai còn dặn gì nữa không? Còn một điều quan trọng là khi giao hàng xong, tức khắc tụi bay phải thủ tiêu bốn đứa để giữ bí mật. Thưa ông hai, em thấy về việc giết bốn người đó không cần thiết. Họ đã giúp mình, không thưởng thì thôi, lại còn... Tôi nói cho vui vậy thôi chứ. Mấy em thấy không, tôi chưa hề bao giờ có hành động dắt chanh bỏ vỏ. Công việc làm ăn của tổ chức mình còn dài, những người như bốn chú ấy vì sao còn giúp ta nhiều việc đắc lực khác. Chứ nếu thưa ông hai, bọn thằng lúa đã về tới. Kêu chú đâu vào gặp cô nhà. Dạ. Đừng nói gì hết nghe. Dạ. À, chú Tư Dâu. Miệng bên này động nên chú mệt nhiều phải không? Lấy nước rồi mời cô nhàn ra đây gặp chú Tư Dâu. Dạ. Chú ngồi. Chú ngồi. Sao? Sài Gòn có gì lạ không? Tôi cứ lo là không tìm thấy chú thì rồi không biết thân phận của cô nhàn sẽ ra sao. Anh Tư. Sao anh lên Sài Gòn hồi nào không cho em hay? Trời ơi, em đang. Sao em biết anh ở đây mà tìm? Em lên Sài Gòn kiếm anh.
họ đưa em tới đây cho em có biết đâu. Đừng mêu. Thôi thì vợ chồng gặp nhau được là vui rồi. Thủng thẳng rồi, tôi cho người tập cô Nhàn đóng phim luôn. Cũng có duyên đấy chứ. Ông cho tôi đóng phim. Cho đóng cặp. Ông lựa mấy cảnh mùa mùi. Được rồi. Ông cho tôi đóng mấy cái tuần cổng mẹ qua cầu đi. Bắt đầu ngày mai tôi cho tập diễn xuất. Diễn xuất là gì? Diễn xuất là mình diễn lên một động tác mà vai trò đòi hỏi. Anh hiểu chưa? Anh hiểu chưa? Chưa. Anh phải hiểu. Các anh phải hiểu. Mà nếu chưa hiểu thì bây giờ chúng ta thực hành. Cô Nhàn ra đây. Cô đóng vai một người buôn lậu. Lẹ lên. Tôi đúng. Còn anh Râu, dẫn mập về lab ra bắt cô Nhàn. Diễn thử coi. Dạ. Yeah. Làm gì mấy ông theo tôi? Ảo. Cô kia. Phải buông lậu không? Dạ phải. Không. Chết. Không hết. Không sao ông. Nó hỏi cô phải chối chứ. Cũng tại ông mà. Tại ông bắt tôi đóng vai buông lậu. Anh Lép, thôi mình diễn lại đi. Phải diễn như thật vậy. Bắt đầu diễn lại đi. Có phải cô buông lậu không? Không. Rồi. Ê mập, qua xét người nó cho tao. Không. Tại sao? Đóng phim cho bộ thiệt sao có đồ lậu. Nó nói đúng à. Thôi dẹp cái màn đó lại đi. Bây giờ đóng phim tình cảm. Lúa, ra đi. Bây giờ dọt lại màn hôm qua. Dạ. Bắt đầu diễn coi. Anh. Đêm nay là đêm. Đêm nay là đêm. Đêm. Đêm kỳ thấy mộ. Hết. Tập lại. Diễn lại. Dạ. Cả trần gian im tiếng, để đôi tim hòa nhịp bản tình. Cả... Đối thoại gì kia vậy? Còn kia, còn nói xong là sắp lại ôm chứ. Diễn tiếp đi. Trời ơi, làm tầm bảy tầm bả hết. Ôm phải cho âu yếm chứ. Coi đây nè, đã là người yêu thì phải... Ôm cho thật sát. Tay vuốt tóc người yêu. Nhìn đôi mắt nàng. Nhìn đôi môi nàng. Tay nâng cằm lên và hôn nhẹ. Bỏ. Dẹp. Không thèm đóng phim đóng phép gì nữa hết. Xá lại đồ nè. Anh Lúa, anh ôm tôi diễn xuất thử coi. Lẹ đi, còn làm mạo gì nữa. Đưa tay lên. Anh Lúa, anh có sao không? Anh Lúa,
Ui da, ui da, chết tôi. Đừng của Yến ơi. Làm yếu quái. Ôi cha, nổi ốc hết trơn, cô thấy không? Ủa, dạ tôi không có quen cái vụ này mà cô... Cô Yến ơi. Anh làm yếu quái. Thôi cô ơi. Anh nữa, giúp giúp hoài hả? Ôi cha, hồi nhỏ tới giờ đâu có Yến nghe. Từ thuở cha mẹ sanh tôi ra tới bây giờ đâu có giày của Yến. Ôi cha, trời ơi, nhọc quá. Trời ơi, anh làm yếu quái. Ê trời của Yến ơi, nó kỳ cục quá trời à, nổi ốc quá trời này cô ấy ơi, chết trời. Làm yên coi, giúp hoài à. Dạ. Nhộn quá đi. Cái này làm gì cười dữ vậy? Trả lời đi. Nói không được. Thôi, xuống cái miệng, con gái chơi. Đi rồi, đi không được. Muốn bắt cá hả? Để tôi vô lấy đồ lặn với súng săn cá nha. Ủa mà có hả cô Yến? Có chứ, đủ hết à, chờ nghe. Dạ. Yeah. Mày đúng là chuột sa hủ nếp. Mày làm tao nhớ em gái ấn của tao quá. Hồi xuống tắm chút cho nó hạ quả. Tao chịu hết nổi rồi. Ê. Thôi tắm về chắc ăn hơn. Không có cùng Yến ở đây, tao mới nói cho tụi mày nghe. Dạ. Mình phải gài chất nổ và xuồng chở bốn đứa nó. Dạ. Là khi xong chuyến hàng, tụi nó xuống rồ máy, chạy được một lúc thì xuồng phát nổ. Dạ. Không ai biết đâu mà điều tra. Còn mày, mày phải giết cả con Yến rồi liền thay xuống biển. Tại sao phải giết cô Yến hả ông hai? Mày biết luật của đảng mình, kẻ nào phản bội là kẻ đó phải chết. Con Yến phản bội thì con Yến phải chết. Nó đã phản và đã thực sự yêu thương thằng Lúa. Ông nói hàng mình sẽ đổ bộ ở một bãi vắng, vậy sao còn giả mạo đoàn quay phim để làm gì? Mày ngu lắm, rồi mày sẽ thấy tại sao. Ê tụi bay ơi, cô Yến tới kìa. Lẹ đi. Bộ không có đồ lạnh hả cô Yến? Có, nhưng tôi không lấy. Hả? Tôi có chuyện này quan trọng muốn nói cho các anh nghe. Trời đất, ông hai tàn ác vậy sao? Ừ. Vậy thì bây giờ mình phải trốn vô đất liền một lần nữa. Cái này có một đống bè chèo đi, vì ghe thuyền gì cũng giấu ráo hết trơn á. Không, đừng hòng thoát khỏi đây. Bọn đàn em ông hai canh gác cẩn mật lắm, mà thằng nào bắn cũng giỏi. Tôi có cách. Mình phải làm sao cho chính quyền biết. Nửa đêm nay tôi sẽ bàn kế hoạch với các anh. Nhớ nhé. Ừ. Một lát xe di chuyển, mày phải ở lại gài bom vào trước của bọn bốn đứa nó. Nhớ gài đồng hồ đúng 15 phút sau là nổ. Dạ, dạ. Thank you.
xong chuyến hàng này, tao sẽ thưởng mỗi chú 1 triệu đồng. Sẽ quay phim rồi thầy hai. Quay phim cũng vậy, cảm phiền cho sếp qua một chút. Xe chào thầy hai. Xe chở tài tử phải không? Trông thầy hai quen quá. Bộ đi quay phim kiếm hiệp hay sao mà mặc đồ xưa không vậy? Nè, cái đó còn tùy. Tùy sao? Giờ sao ai biết sao? Mấy cha này vui tính quá. Còn anh kia đóng vai gì? Coi chừng. Dạ, tụi em có miệng mà cũng như câm. Nhà nói không được thì ai? Thôi cha, nói ào ào mà câm cái gì? Dạ, chào thầy. Đóng vai gì? Dạ thầy, thầy có một ruồi này chắc xui lắm hả thầy? Rồi à, gặp lóc ốc tử rồi à. Xui sao nói nghe coi. Dạ tôi nói mà thầy có bắt tôi cũng nói à. Nè nhìn kỹ lại coi, nút ruồi này có râu à, quý tướng à. Ấy thầy cho tôi về ngủ bót với nghe thầy. Bắt nó đi thầy, bắt nó đi. Buộc khoái ngủ bót lắm phải không? Dạ không nói giấu gì, thấy cái mục ruồi của thầy tôi khoái quá à. Dạ chào thầy. Chào cô. Thưa thầy, năm nay thầy được 68 tuổi chứ. Thấy thầy tôi nhớ hoài thôi á. Sao vậy? Miệng thầy món lắm. Thưa thầy, tôi hổ vậy thầy không bắt tôi ha? Thầy bắt tôi làm tôi phải đóng phim tại đây. Cái này là ma túy. Không phải, đây là thuốc phiện trắng. Còn cả đống đầy xe. Đi lên coi, đi lên, đi lên coi. Lên đi. Nó xe nhiều lắm, bắt đi đâu. Làm gì có. Chính quyền gọi đại bàng, chính quyền gọi đại bàng, nghe rõ trả lời. Nghe rõ 505. Cho tiểu đội xung kích Thuận Giang Tango đến Oten. Tango đến tọa độ 25, ngang 7, hết. Nghe rõ. Nói với 4 thằng lính đoàn đang đuổi mình, về đó biết đường chết sao? Mày cứ yên chí, cả bọn sẽ chết hết trong vòng 15 phút nữa. Hả? Trời ơi, 15 phút nữa anh Tư Rõ chết hả?
Nguyễn, mở hết tốc lực. Tăng 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 tăng. Cố gắng chặt chúng nó. Xem kìa, ông hai. Mở hết tốc lực. Sắp nguy hiểm, tụi bay phải chuẩn bị. Hãy cố gắng bắt sống tàu hòn chúng nó. Đại bàng, én biển, đại bàng, én biển. Em biển nghe đây. Đặc kết có con tin phải không? Đúng vậy, đại bàng cẩn thận, đừng đổ xuống nước. Hết tốc lực đi. Dạ hết rồi. Chuyện này chạy chậm quá, mất chạy hồi rồi. Mình đi thiệt đâu. Bên kia dừng lại, bên kia dừng lại. Tất cả mọi người bên kia hãy dừng lại và đưa tay lên, nếu không chúng tôi nổ súng. Mạng sống của cô nhàn đang ở trong tay chúng tôi. Các người đang điểm giọng phải đầu hàng để đụng kẻ tổ. Tôi hô từ 1 tới 5 thì các người phải buông súng xuống và chạy lui vào bờ. Bằng không thì cô nhạc sẽ chết. 1 2 Tay bên kia buông súng là phải tống ga nhanh nha. Dạ. 3 4 Cho ông buông súng xuống đi. Buông đi. Buông súng xuống đi. Chỉ còn 1 tiếng chót. Nếu các người không chịu nghe thì tôi nổ súng vào cô nhà. Buông không? Cho ông buông súng xuống đi. Buông đi. Rồi nè, tống ga đi. Thuyền cánh sâu bị gãy bom. Nói cho họ biết, có chừng giây phút nữa đổ. Đại bàng, em biển. Đại bàng, em biển. Đại bàng, em biển. À. Em biển tôi nghe. Tôi giận nào nghe. Tôi nghe. Bọn em biển bị đặt bom, bằng mọi giá phải nhảy xuống nước. Chờ đại bàng đến cứu. Bọn em biển bị đặt bom. À. Nghe một cái nơi không rõ. Nói lên lên. Đại bàng, em biết. Đại bàng, em biết. Nhận bớt lên. Hãy đập lại. Thu cái trà đủ chấu nữa. Đứng nghe người nói cái gì cơ mà. Nghe kìa. Tôi lặp lại. Bên anh bị đặt bom. Nhảy lên xuống nước. Không thì chết hết. Chạy hơi xuống nước. Cano bị đặt bom. Mau lên, chạy lên, chạy lên. Cái em mạo. Mau đi, mau. Chạy xuống đi mập. Chạy cái gì mập vậy? Chạy khỏi này đi. Chạy, chạy. Bây giờ với số tiền lớn chánh phủ thưởng cho các anh định làm gì? Dạ, mình về quê mua ruộng nè, mua mấy cày mình làm lúa ăn sướng hơn. Ở đô thành có nhiều cái nổi ốc quá. Anh mua vé tàu chưa hả anh? Còn cô Yến đưa các anh này lên tàu đó hả? Dạ không,
Tôi theo anh Lúa về quê luôn. Vậy à? Ý, tàu sắp chạy kìa. Đó đi. Còn thằng Mập với thằng Lúa đâu? Đợi với tụi bay. Đợi với tụi bay. Đợi với. Đại quý lại mình chở đại quý ơi. Tôi đi nghe đại quý.